Xong nhạc xin chào các bác. Hôm nay em vừa về ba cái chiếc iRobot Roomba. Cái mã này em bán rất là nhiều rồi. Lần này em về cái hàng nó không có vỏ hộp quá nhé. Tuy nhiên phụ kiện cũng khá là đầy đủ. Ba con robot Roomba mã 780. Bọn này thì những cái năm sản xuất của nó loanh quanh khoảng năm 2012. Đấy. Về tình trạng thì một con robot này sẽ đi kèm một cục pin mới. Con này, một cục pin mới nhé. Đây. Một đốc sạc này, một củ sạc cắm đốc hoặc là cắm trực tiếp này, một tường ảo này. Một cái bộ này giá khá đầy đủ luôn và giá thành lần này thì cũng khá là tốt. Đấy, như trước cái bộ này mà em bán máy không này này mà không có hộp ấy ạ, thì là 3,5 triệu nhé. Nhưng lần này giá nhập tốt thì các bác nhé, về là 3,1 triệu nhé. 3,1 triệu bảo hành cho các bác 3 tháng, thay pin mới, đi kèm một đốc sạc hết pin tự về sạc này, một tường ảo chống robot đi qua các vị trí mình không mong muốn này. Đây, một bộ cắm sạc vào đốc hoặc là cắm trực tiếp vào máy luôn. Đây, cắm trực tiếp vào máy luôn này. Đây. Tình trạng máy thì bên em nhập hàng chọn tất cả đều đẹp long lanh các bác nhé. Đây. Đây. Chổi thay mới cho các bác. Tất cả mọi chức năng hoạt động tốt hết. Đây. Các bác nào có nhu cầu mua robot dọn nhà, bọn này đảm bảo hút sạch như lau, hút sạch như lau. Đấy, hàng này linh kiện rất là sẵn, từ các cái chổi quét các bác mua rất là dễ nhé. Các cái con lăn rồi pin, các linh kiện của nó nói chung là đồ rất sẵn. Đấy, cho nên khi mà các bác mua cái hàng robot hút bụi này này, nó là cái hàng gọi là hàng cao cấp thông minh. Đấy, các cái linh kiện của nó mình mua thì mình nên mua những cái hãng mà nó sẵn đồ. Còn các bác mua những cái hãng mà nó không sẵn đồ, khi đến lúc các bác thay một quả pin này này, thứ nhất là rất là đắt, thứ hai là không có đồ để thay, rồi là hỏng các chổi quét, rồi linh kiện hỏng các không có đồ thay thế. Đấy, thì cho nên là các bác mua các bác lưu ý nhé, cái hãng Roomba này này, nó cái linh kiện của nó rất là sẵn. Đấy, bán rất là sẵn trên thị trường, mua đâu cũng có mà lại rất rẻ. Đấy, cái bọn này nó hút cực sạch luôn mà khỏe nhé, nó là hàng cao cấp nhất. Nếu mà nói trên thị trường thì robot Roomba này nó đứng đầu trong cái thị trường máy robot hút bụi đấy. Cho nên các bác thấy đa số chỉ bán cái dòng này thôi. Đấy, nó hút rất là sạch, hút khỏe, hút sạch như lau luôn. Gầm giường, gầm tủ, gầm ghế, các loại sàn nhà hút tất, thảm nhất chạy qua hết, hút rất khỏe nhé. Và các bác nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ em nhé. Giá 3,1 triệu. Đấy, đi kèm phụ kiện như thế này. Chào các bác.